Và tôi để bài ca này nhạc sĩ có phần thay đổi. Nhạc sĩ có phần thay đổi. Nhạc sĩ guitar sẽ do nhạc sĩ Hoàng Phúc đảm trách. Diễm Hoàng xin kính chào tất cả các cô, các chú, các bác và các anh, các chị hiện có mặt trong tiệc giỗ hôm nay. Và để liên tục chương trình, Diễm Hoàng xin gửi tặng cho cậu ba và tất cả các cô, các chú, các bác và các anh, các chị ba câu giọng cổ trích đoạn trong tuồng Gió Ngựa Biên Thùy. Kính Thuyên ơi, đất nước đang hùng lớn lửa loạn, bốn phận làm đại, diệt nước trước tận nhà đổi vai gánh nặng. Bốn phận làm người anh phải cứu lấy non sông Kính Thuyên. Chồng nơi này đã gặp nhau đây thì mối tình đầu em xin nguyện cầu chung tụy là nói hôm nay chàng ơi nghe kỹ dù cho trăm đắng ngàn cay em vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái đừng để đôi ta lâm vào dòng cô ai duyên nợ ba xin sắp bài tờ muôn kiếp trước chàng ấy đến đây mà nghe em nói chàng nghe rằng em đã yêu chàng. Đời người xưa chọn cho mình làm chính phủ, cửa đóng then cài khép chặt thời súng, mong người đi giữa súng đang chấm chung hiểu cho rằng nơi này em đời có người con gái. Mong chờ
chính đi. Đã đến vợ chia tay rồi đó, anh hãy lên đường bảo vệ lấy non sông. Gác lấy sầu tiễn bước anh đi, đem xương máu viết thành gán quyết sự dính đi. Còn đây câu hẹn ngày xưa, còn đây lời hứa tôi ban xa. Đưa tiễn tiễn anh ra đi, người yêu ơi em gắng công mong đợi. Tình ta nay phải lìa xa, vì non sông ta phải đành cam xa dân từ. Xin chân thành cảm ơn tất cả gia đình và quý khách rất nhiều.